Giá tour du lịch tăng trở lại sau giãn cách xã hội. Nhiều nước phạt người không đeo khẩu trang. Nhật Bản, Tokyo nâng mức cảnh báo Covid-19 lên cao nhất. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhật ký Covid-19 ngày hôm nay, 23 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 tháng nới lỏng lệnh cách ly xã hội, thì các tour du lịch trong nước bắt đầu kết thúc dần giai đoạn khuyến mãi và đẩy giá cao lên sau mỗi tuần. Tuy nhiên, sức tiêu thụ của người dân dành cho các chuyến du lịch nghỉ dưỡng vẫn không giảm. Các doanh nghiệp du lịch cho biết lượng khách mua tour trong tháng 7, tháng 8 tăng khoảng từ 50 đến 70% so với tháng trước. Xu hướng chung của khách thường chọn đi biển để tránh nóng dẫn đến áp lực tổng số chỗ hàng không đang ngày càng ít lại. Cộng thêm với giá vé máy bay vừa khuyến mãi giảm giá được một tháng, nay tăng giá trở lại nên giá tour ít nhiều có sự tăng lên. Không chỉ tăng giá vé máy bay mà hiện nay một số điểm đến như là Phú Quốc, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt đang hút khách nội địa nên phòng cũng khó khăn. Đại diện một số công ty lữ hành thừa nhận một số tour nội địa đã tăng giá trung bình từ 50% so với tháng trước, chủ yếu do giá vé máy bay, giá phòng khách sạn, nhà nghỉ tăng. Tình trạng này chỉ trong tháng 8, qua mùa cao điểm thì sẽ trở lại bình thường. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách du lịch, Tổng cục Du lịch cũng vừa đề nghị Sở Quản lý Du lịch các địa phương rà soát các hoạt động cung ứng dịch vụ du lịch, lữ hành, xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức kinh doanh du lịch trái phép không đúng chức năng, cung cấp các dịch vụ kém chất lượng cho khách du lịch. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong nước về tình hình dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin về dịch bệnh COVID-19 thế giới 24 giờ qua. Sau gần 4 ngày đêm đàm phán căng thẳng, các quốc gia của Liên minh châu Âu EU đã đạt được sự đồng thuận về gói cứu trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Gói thỏa thuận kỷ lục lên đến con số là 750 tỷ euro, được cho là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất đối với châu Âu tại thời điểm này. Tại một trong những hội nghị thượng đỉnh kéo dài nhất từ trước tới nay, cuối cùng các nhà lãnh đạo Liên minh châu EU cũng đã vượt qua những khác biệt để cùng đồng thuận về đề xuất ngân sách lớn lên tới hơn 1.000 tỷ euro cho 7 năm tới và quỹ phục hồi kinh tế trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19 trị giá 750 tỷ euro. Để đối phó với đợt suy thoái lớn nhất trong lịch sử, các quan chức cho biết EU đã nhất trí về gói phục hồi 750 tỷ euro nhằm trao các khoản vay và hỗ trợ cho các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19. Theo đó, mức hỗ trợ đã được giảm từ 500 tỷ euro xuống còn 390 tỷ trong tổng số 750 tỷ. Thỏa thuận này gửi đi dấu hiệu cụ thể về sức mạnh hành động của châu Âu và là thời khắc trọng đại trong hành trình của EU đến tương lai. Thỏa thuận thực sự mang tính lịch sử giúp khối có thể chia sẻ các nguồn lực tài chính nhằm chống lại các thách thức của dịch COVID-19. Thỏa thuận của EU cho thấy liên minh này hoàn toàn có khả năng cùng nhau hành động, ngay cả trong cuộc khủng hoảng lớn nhất, và sẵn sàng vạch ra những lối đi mới trong những bối cảnh bất thường. Tin tức về thỏa thuận được ví như kế hoạch Pasha chống dịch COVID-19 đã giúp giá trị đồng euro tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng qua, đạt 1 euro đổi được 1.147 đô la Mỹ. Đại dịch COVID-19 đến nay đã cướp đi sinh mạng của 135.000 công dân châu Âu và nhấn chìm nền kinh tế EU và suy thoái với dự báo tăng trưởng âm 8,3% trong năm nay. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nhấn mạnh, việc thông qua kế hoạch đầy tham vọng lần này là cần thiết trong bối cảnh khủng hoảng y tế đang tiếp tục đe dọa lục địa già. Vâng, hiện nay với số ca mắc lên đến là hơn 15,1 triệu ca và hơn 613.000 trường hợp đã tử vong, dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu hiện vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp tại nhiều quốc gia, tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ và rất đáng lo ngại. Trong khi tình hình dịch bệnh tại những quốc gia lớn như là Mỹ, Ấn Độ, Brazil vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thì làn sóng lây lan thứ hai, thứ ba cũng đã xuất hiện tại một số khu vực trên thế giới. Bang California, Mỹ báo cáo kỷ lục hơn 11.800 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, khiến tổng số ca nhiễm của bang này cao hơn cả Nam Phi, vùng dịch thứ 5 thế giới. Đây là lần đầu tiên California báo cáo hơn 11.000 ca nhiễm mới trong ngày. Trước đó, bang này đã phải đóng cửa nhiều hoạt động kinh doanh ở hầu hết các khu vực của bang. Texas và Florida tiếp tục là hai điểm nóng khác của Mỹ. Florida hôm 20 tháng 6 đã ghi nhận số ca mắc mới trong ngày hơn 10.000 ca trong ngày thứ 6 liên tiếp. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nhà Trắng sẽ tiếp tục tổ chức họp báo thường xuyên về ứng phó của chính quyền liên bang đối với đại dịch COVID-19 ở Mỹ, dự kiến từ chiều 21 tháng 7 theo giờ Mỹ.
chúng tôi sẽ khởi động lại các cuộc họp báo, và tôi nghĩ đó là một cách tuyệt vời để truyền tải thông tin tới công chúng liên quan tới tiến trình bào chế vaccine cùng với các liệu pháp điều trị, và nói chung là chúng ta đang ở đâu trong cuộc chiến chống COVID-19. Chúng ta đã có một vị trí tốt, rất nhiều người theo dõi, và đó là điều tốt. Không chỉ các nước châu Mỹ, số ca mắc mới tại Ấn Độ cũng đang tăng mạnh. Nước này đứng thứ ba thế giới và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc COVID-19. Châu Âu tiếp tục xu thế hạ nhiệt, nhưng một số ổ dịch nhỏ đã xuất hiện ở nhiều nơi, cho thấy không thể chủ quan. Vùng Catalonia, Tây Ban Nha đã khuyến cáo hàng chục nghìn dân ở nhà. Nhà chức trách Pháp thông báo đã ghi nhận khoảng 400 đến 500 ổ dịch COVID-19. Mặc dù giới chức khẳng định, ở thời điểm hiện tại, Pháp vẫn chưa phải đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 thứ hai, song việc đeo khẩu trang vẫn được yêu cầu bắt buộc tại tất cả không gian công cộng kín. Những người không chấp hành sẽ bị phạt 135 euro. Chính quyền bang Victoria, Australia cũng vừa chính thức ra lệnh bắt buộc tất cả người dân ở hai thành phố lớn nhất bang đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng và nơi làm việc kể từ 22 tháng 7. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã lên tiếng cảnh báo về sự lây lan của dịch COVID-19 tại châu Phi, nhấn mạnh rằng số lượng các ca bệnh tăng mạnh tại Nam Phi có thể là điểm báo trước về các đợt bùng phát dịch trên khắp lục địa đen, đồng thời cảnh báo nguy cơ này là rất đáng lo ngại. Ở nước Mỹ thì tại bang California, rất nhiều những chiếc tủ lạnh chứa đầy đủ thực phẩm và nước uống đã mọc lên trên các hè phố, cung cấp nguồn thức ăn chủ yếu cho người dân một cách miễn phí. Sự kiện này được nhiều người ủng hộ và cho rằng đây là cách chung tay thiết thực nhất để nước Mỹ vượt qua được đại dịch COVID-19 hiện nay. Những chiếc tủ lạnh trên nằm trong dự án của tổ chức Reach for the Tough, được đặt ngoài phố từ tháng 7 này nhằm giúp đỡ người vô gia cư, vốn rất khó khăn lại càng vất vả hơn trong đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hiện có 7 chiếc tủ lạnh như vậy trên đường phố Los Angeles, không bị khóa, không có ai giám sát. Người đến lấy đồ không phải điền vào bất cứ bản khai nào, không phải xếp hàng và có thể lấy bao nhiêu đồ ăn cũng được vào bất cứ lúc nào cả ngày và đêm. Bên ngoài tủ có đề dòng chữ đồ ăn miễn phí bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha. California là một trong những bang đầu tiên ở nước Mỹ áp đặt phong tỏa và là một điển hình trong xử lý dịch COVID-19. Nhưng giờ bang này lại phải đóng cửa một phần nền kinh tế do số ca nhiễm bắt đầu tăng trở lại, chủ yếu ở Los Angeles. Nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, thất nghiệp gia tăng, lên tới 21% hồi cuối tháng 5. Chính quyền địa phương cùng với các nhà thờ, các tổ chức phi chính phủ và trường học đã mở nhiều ngân hàng lương thực và bếp ăn miễn phí cho những người bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, dự án tủ lạnh cộng đồng Los Angeles cho biết nhiều người nhập cư không có giấy phép lo sợ bị bắt giữ nếu đến các địa điểm phân phát lương thực này. Nhiều người khác đơn giản thấy xấu hổ khi phải đứng xếp hàng để lấy đồ ăn. Các nỗ lực của dự án nhằm giúp mọi người tự do đến tủ lấy đồ vào bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn lấy hết đồ trong tủ cũng được, không ai đánh giá bạn. Nếu bạn muốn để vào tủ thì dù một quả cà chua, hãy làm đi. Ý tưởng lập các tủ lạnh đặc biệt này xuất phát từ ý tưởng tương tự ở New York. Bất cứ ai cần đồ ăn đều được lấy. Họ muốn hỗ trợ đều có thể để đồ vào tủ. Trong tủ có những thức ăn không chóng hỏng như đồ hộp, đôi khi cả quần áo và những đôi giày. Theo tổ chức Reach for the Tough, tủ lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn. Đây không là gì khác ngoài tình yêu thương, một hành động đẹp. Vâng, không chỉ có ở nước Mỹ mà tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, dịch bệnh COVID-19 vẫn luôn là một nỗi ám ảnh với chính quyền. Việc siết chặt hơn nữa các quy định phòng dịch như bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang đã được áp dụng, nhưng không tuân thủ thì mọi người cũng có thể bị phạt rất nặng. Tại Pháp, kể từ 20 tháng 7, những người không tuân thủ sắc lệnh mới buộc phải đeo khẩu trang tại những không gian công cộng trong nhà như siêu thị, các chợ kinh doanh thực phẩm tươi sống hay những địa điểm trong nhà tập trung đông người sẽ đối mặt với mức phạt 135 euro, tương đương 154 đô la Mỹ. Mức phạt này gần bằng gấp đôi giá vé tháng đi lại bằng phương tiện công cộng tại Paris. Khẩu trang sẽ là vật dụng bắt buộc phải sử dụng tại tất cả các không gian công cộng. Chúng ta đã thực hiện rất tốt trên các phương tiện công cộng, nhưng tại các không gian công cộng kín như cửa hàng hay siêu thị thì điều này chưa được thực hiện nghiêm ngặt. Quy định này thực tế là sự mở rộng thêm việc bắt buộc phải đeo khẩu trang ở các không gian công cộng trong nhà. Bởi từ ngày 11 tháng 5, Pháp đã quy định người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng.
Cùng với Pháp, từ ngày 24 tháng 7, việc đeo khẩu trang hoặc dùng một dụng cụ nào đó đi che mặt cũng trở thành yêu cầu bắt buộc tại các cửa hàng của Anh để phòng lây nhiễm virus corona. Theo đó, những người vi phạm sẽ đối mặt với mức phạt 100 bảng Anh, nhưng sẽ được giảm xuống còn 50 bảng nếu thanh toán trong vòng 14 ngày. Còn tại Australia, đối mặt với số ca bệnh COVID-19 tăng vọt trong những ngày qua, bang Victoria cũng đã ra quy định bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang tại nhiều khu vực trong bang kể từ 0 giờ ngày 23 tháng 7. Bắt đầu từ đêm thứ tư tuần này, khẩu trang sẽ là vật dụng bắt buộc đối với tất cả mọi người. Tôi nhấn mạnh, nếu bạn ra khỏi nhà vì lý do chính đáng, thì bạn cần phải đeo khẩu trang hoặc sử dụng chiếc khăn quàng cổ hoặc bất cứ vật dụng gì để che mặt. Theo thông báo của chính phủ, mức phạt về cá nhân vi phạm quy định này lên tới 200 đô la Australia, tương đương 140 đô la Mỹ, và chính quyền cũng sẽ có các biện pháp trừng phạt thẳng tay với các doanh nghiệp coi thường quy định này. Trước Pháp, Anh hay Australia, nhiều nước khác như Scotland, Tây Ban Nha, Đức hay Italia đầu tuần vừa rồi cũng đã áp dụng các quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 14,6 triệu trường hợp mắc COVID-19, trong đó có hơn 609.000 trường hợp tử vong. Thưa quý vị và các bạn, một trong những ngày lễ quan trọng và thiêng liêng nhất của cuộc đời con người, đó chính là lễ thành hôn, hiện nay cũng buộc phải tuân thủ theo những quy định chưa từng có do dịch bệnh COVID-19. Đó là câu chuyện mà nhiều cặp vợ chồng của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ đang dần phải thích nghi. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ cưới hỏi ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu nối lại hoạt động của mình từ đầu tháng 7 này, sau nhiều tháng tạm ngừng vì các lệnh hạn chế do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các cặp đôi vì thế cũng có cơ hội được tổ chức ngày vui trọng đại của đời mình, nhưng có lẽ lại không được trọn vẹn như thời điểm trước khi đại dịch ập đến. Hôm nay chúng tôi mời khoảng 100 khách, nếu không có dịch bệnh thì lượng khách có thể là 250 tới 300 người. Chúng tôi đã không mời những người lớn tuổi bởi vì họ là những đối tượng dễ bị tổn thương trước dịch bệnh. Chúng tôi cần phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết trong đám cưới này. Theo truyền thống ở Thổ Nhĩ Kỳ, cha mẹ của cô dâu chú rể sẽ ôm hôn để cảm ơn những vị khách tới dự đám cưới. Sau đó, các khách mời có thể nhảy cùng nhau trên nền nhạc trong thời gian tổ chức tiệc. Và cuối cùng, những người lớn tuổi trong gia đình trao trang sức cho cô dâu. Tuy nhiên giờ đây, một số nghi thức đã thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh. Trước đây chúng tôi không chào đón những vị khách như thế này, giờ thì chúng tôi phải giữ khoảng cách xã hội. Trước khi dịch bùng phát, chúng tôi còn có các hoạt động được tổ chức trong nhà, nhưng giờ thì đến điều hòa cũng không được bật, chỉ có cô dâu chú rể mới có thể nhảy cùng nhau trên sân khấu. Với việc các cặp đôi hoãn cưới hay như việc giảm số lượng khách mời, hoạt động kinh doanh của những trung tâm tiệc cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng gặp rất nhiều khó khăn, như với cơ sở của bà Sada. Doanh thu từ các dịch vụ cưới hỏi đã giảm tới 50% so với thời kỳ trước dịch COVID-19. Trong khi đó, thì tại thủ đô Tokyo của đất nước Nhật Bản, quốc gia này vừa nâng mức cảnh báo COVID-19 lên mức 4. Đây là mức cao nhất về đại dịch khi mà các chỉ số mắc mới và lây nhiễm tại thành phố Tokyo vẫn tiếp tục ở mức cao trong những ngày vừa qua. Tại nước Mỹ, sau nhiều lần không khuyến khích người dân Mỹ đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh, thì mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những phát biểu đi ngược lại với quan điểm mà ông từng khẳng định trước đó. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tình hình đại dịch COVID-19 ở Mỹ có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi chuyển biến tích cực. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh trong 24 giờ qua, số ca nhiễm bệnh của Mỹ vượt 4 triệu trường hợp. Bên cạnh đó, ngày 21 tháng 7 cũng ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất trong vòng 1,5 tháng qua, ở mức 1.058 trường hợp, nâng tổng số người thiệt mạng do COVID-19 lên hơn 144.000 người. Bản tin dịch bệnh COVID-19 sáng nay ngày 23 tháng 7 đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Đi khám thì mới biết là mình tăng men gan. Thì bác sĩ bảo men gan của bác tăng 5 lần. Bây giờ nó chán ăn. Mà da giả là xù xì. Mụn xuất ra đây là hay ngứa hết người. Có từng bãi một như sảy, nhưng ngứa nhiều, ngủ thì không được ngon giấc, mà đi ngoài là cũng không được bình thường. Cảm giác tôi người lúc nào cũng mệt mỏi mà không, mình nhiều lúc mình cũng bi quan.
Thế là tôi cũng uống thuốc khắp rồi nhưng mà cũng không thấy đỡ. Chủ yếu là còn mình cũng nghèo cho nên là đi theo bảo hiểm của cựu quân binh. Thế thì, sau con gái đi làm thì nó thấy nó cũng mách là cô dư ba, cô lấy thuốc chuyên chữa về gan. Thế tôi cũng lên đây, tôi đầu tiên thì tôi lấy có 5 ấm thôi. Thế nhưng tôi uống ấm thứ 3 tôi thấy nó dễ chịu. Thế là tôi cắt tiếp 3 lần, 15 ấm nhưng mà đại khái là tôi chỉ uống hết có 13 ấm. Bây giờ tôi khỏi cả đây xuất huyết thành mạch, bây giờ tôi cũng khỏi. Vì nó yếu quá, thành mạch nó chảy máu, xuất huyết ngoài da. Thế rồi là bây giờ đầu khỏi, rồi mặt nhẫn, đấy, ăn khỏe, ngủ khỏe. Nằm là chỉ 2 phút là ngủ rồi, dễ chịu. Vâng. Trước hết là cảm ơn cô ba. Đấy. Thứ hai nữa là cũng khuyên mọi người là nếu mà bị chuyên về bệnh gan thì nên gặp cô ba cô điều trị. Vì thuốc của cô là thuốc gia truyền, người dân tộc Sán Dìu, uống nó có hiệu quả. Mà đây là mình uống tận gốc, mua tận gốc. Cho nên là cảm thấy là uống nó có cái chất lượng hơn. Năm 55 tuổi là cô bị ung thư gan, ăn nó không tiêu, ăn uống nó thất thường không tiêu mà da nó còn vàng nữa, da nó vàng, mắt còn vàng nữa, đấy biểu hiện là gan nó thế. Thế là cô đi khám gầy mòn lắm, cô thời là cô gầy mòn lắm, yếu mà gầy, cô có 41 cân thôi mà. Thuốc tây thì cô chưa dùng, cô không dám dùng thuốc tây, cô chỉ dùng thuốc nam thôi. Thế là cô lấy uống hơn một tháng thì cô cảm thấy người nó nhẹ nhõm, mà ăn cảm thấy cũng mỗi lúc nó ngon thêm một ngày. Hoàn cảnh cô thì vất vả lắm, làm ruộng thì lại không có tiền, thế bảo là đi họ cứ bảo hết thuốc tây đấy thì nó đắt. Thế là cô bảo thế bây giờ thì không ấy thôi thì đi tìm thuốc nam nó rẻ, rồi hoàn cảnh mình nó cũng khó khăn, thế là cô cứ uống thuốc nam. Đến bây giờ cô cũng được, bây giờ đến bây giờ là cô thấy khỏe khoắn mà ấy lắm rồi.